Điện thoại số nha, trên tay mình đây là con Oppo Reno 4 nha các bạn. Cái này máy khách xài bị vỡ kính cam, vỡ hai kính sau nè. Sau đây mình sẽ làm clip thay kính cam Oppo Reno 4 nha các bạn. Này là kính cam bên mình nè. Kính cam bên mình có sẵn bán giờ tự thay ở nhà luôn nha các bạn. Sau đây mình sẽ tháo hai kính cam ra để thay. Cam ok nha các bạn. Bây giờ mình vệ sinh rồi mình gắn hai kính cam mới vô.
thì mình test cam lại cho các bạn coi nha. Cam rõ nét nha các bạn. Và sau đây mình đã hoàn thành xong clip thay kính cam của Oppo Reno 4 nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì qua bên mình thay ủng hộ, bên mình có bán giờ cho bạn nào khéo tay thay tại nhà nha các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.